thảm, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có ngàn tiểu thư là ngọc cảnh vàng. Thân tôi mang kiếm phu không được lại gần bên nàng, nhưng đôi đua mốc heo vẫn mơ được trời mẫm vàng. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi cha, đang thay mối tình hầu tôi tiêu thụ đại ca. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung rất rời, model là Panasonic HD505, loa theo dàn là Panasonic HD BM65. Dàn này full chức năng amply, CD, tuner và cuối cùng là thớt MD, 4 thớt rời, 4 chức năng hoạt động hoàn hảo. Trên cái amply này mình có thể chỉnh được bass 3 mức, low, high, mid. Thì mình có thể tùy chỉnh như thế nào để phù hợp với cái tiếng bass, với cái gu và cái sở thích của mình. Ngoài chỉnh bass ra thì ở đây nó là cái nút chỉnh treble. Treble muốn len keng hơn nữa thì các anh chị cứ chỉnh lớn volume lên. Cái gu của em là thích cái tiếng bass phải lắng áp cái tiếng treble, nên em không thích cái tiếng treble nó xè xè mạnh quá. Còn cái gu của các anh như thế nào thì mình cứ tùy chỉnh thoải mái. Do chỉnh được bass treble trên dàn thì cứ vô tư chỉnh thôi. Nó sẽ dễ dàng phù hợp với bài hát, phù hợp với cái gu của mình. Vì mình cứ chỉnh bass nè, chỉnh tông thoải mái vô tư. Mặt dàn là phi nhôm 4 thớt rời. Đây là thớt CD hoạt động ok. Em mở đi thì đọc đĩa tốt. Phía sau mở đi thì có hai ngõ optical in. Mình có thể dùng ngõ optical này kết nối max TV và tín hiệu quang hoặc dùng giải mã. Trên cái thớt mở đi này thì mình có thể dùng làm đát được, dùng đọc đĩa được. Và ngoài ra thì cái thiết kế của cái bộ dàn cho mình một cái cảm giác rất là độc lạ lạ. Còn hay cái bộ dàn Panasonic HD505, mình hay được nghe gọi với một cái tên khác là bộ dàn cổ Satan. Thiết kế của nó theo kiểu giống như là một cái cổ máy quân đội và cổ kiểu Satan vậy, đúng không? Với chất lượng âm thanh tương đối khá, sử dụng cho phòng tầm 30-35m2, thiết kế thì bắt mắt. Đây là một bộ dàn em nghĩ là vừa hợp túi tiền, vừa chất lượng âm thanh hay. Thì mình có thể cân nhắc suy nghĩ mình chọn bộ dàn này sử dụng cho phòng khách hoặc phòng ngủ đều ok. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam nha. Bên em có bán anten zin, các anh có thể mua anten zin bên em về nghe radio AM FM bắc full tầng, hoặc các anh có thể tự chế anten bằng cách lấy dây điện, dây lo, dây nguồn mình gắn vào phía sau trạm của thớt tuner để mình nghe radio. Lo theo dàn là Panasonic BM67. Lo ba đường tiếng, mặt trước là một bát một trép và phía sau là có một cái súp nằm ở mặt sau, nên bát cực kỳ tốt. Lo hậu cực kỳ sâu, các anh thấy không, lo mà cái hậu nó sâu bằng cái thớt luôn, sâu hơn cái thớt âm ly luôn nè. Hậu lo rất là sâu, rất là nặng. Đối với những cặp lo mà hậu sâu và nặng như vậy thì bát rất là chất lượng, đúng không? Chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang của cả bộ dàn theo cách bài trí của em là 65 cm. Dàn này là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em nha. Hồi nãy thì mình vừa nghe một đoạn clip test qua nhạc trẻ. Em sẽ test một đoạn nhạc đen, rồi sau đó em test nhạc vàng trên CD nha. Em sẽ test đủ thể loại nhạc để các anh cảm nhận được chất lượng âm thanh của bộ dàn này đánh ra trước khi mình quyết định mình mua. Zile zile, zile zile o alev gel. Mile mile, mile mile pe maidan. Pentru tine, tine, să-ți dau-n dar. Dar cel mai de preț, dar fără niciun ar. La micangea, iarba sunt inutile tine. Numai tu știi gheață-mi de aripile bine. În Jamaica sau în Chile, Chile. Inima face bombom numai pentru tine. La telefon.
mình sẽ test nhạc qua CD nha. Em sẽ lấy đĩa mà đi ra. Mình nghe bài số 7 nha. Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình nhưng chưa thành tên. Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nữ em xuôi giữa lo hai đường tí mặt trước và một đường tí mặt sau, lo đánh bốn cầu trắng xanh đỏ đen nên chất lượng âm thanh ra rất là đều các dãy. Đây là ngõ ao X, E, X, T nè. Phía dưới này mình cắm điện thoại, tivi, máy tính. Còn cái chỗ này thì mình cắm dây anten vào để mình nghe radio AM, FM, bắt full tần số. Đây là thớt em mà đi có hai ngõ optical in, mình có thể kết nối mắt tivi qua tín hiệu quang. Ngõ optical out thì nằm trên thớt CD. Công suất của âm ly là 68W. Công suất của loa là 90W trên cặp loa, tức là 45W bọc thùng. Loa 3 đường tiếng hậu, loa cực kỳ sâu, sâu hơn cả cái thớt âm ly luôn. Thì đối với loa mà càng nặng mà hậu càng sâu thì chất lượng âm thanh nó càng hay nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng thì gọi cho số điện thoại hoặc kết bạn Zalo qua 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết của bộ vàng cho canh tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng nha.